Theo Hà nó là làm thiết kế chúng ta có cần phải biết vẽ tay hay không? Vâng. Tại vì rằng là hiện nay có rất nhiều trường đang đào tạo thiết kế gọi là cấp cao, cấp trung và cấp trung bình. Mình nói như vậy để cho nó dễ hiểu. Trung cấp thì là đào tạo bậc thiết kế là gọi là phổ thông. Còn cao đẳng với đại học thì đào tạo bậc thiết kế nó cao hơn một chút. Là trong đó được đào tạo cả về vẽ tay, về yếu tố thẩm mỹ. Vậy thì theo Hà rằng là cái ngành là một bạn thiết kế thì cũng nhất thiết chúng ta phải biết vẽ tay hay không? Ok, đây cũng là một câu hỏi khá là thú vị mà có thể rằng là chúng ta chưa có gặp nhiều câu hỏi này đâu. Bởi vì đôi khi các bạn mà học sinh viên ra trường thì các bạn đã quen, nhất là các bạn sinh viên ở những cái thế hệ mới thì các bạn gần như là bỏ quên cái việc vẽ tay nhiều. Các bạn thiên về dạng vẽ máy, tức là chúng ta bỏ qua cái giai đoạn vẽ tay luôn và chúng ta nhảy sang máy. Thì đây cũng là một cái mà để cho các bạn sinh viên cũng cần lưu ý, bởi vì để tạo ra một cái tác phẩm mà nó hiệu quả thì chúng ta đừng có đốt cháy giai đoạn một cách nó gọi là nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta bỏ đi cái bước vẽ tay, đâu đó chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều các cái ý tưởng mà chúng ta sẽ có thể nắm bắt được trong cái giai đoạn chúng ta vẽ tay. Vì vẽ tay thì chúng ta biết rằng là vẽ tay nó có thể nảy sinh rất là nhiều các cái ý tưởng trong cái giai đoạn chúng ta vẽ, và chúng ta chỉ cần trong một giây chúng ta nghĩ ra, khoảnh khắc chúng ta đặt bút chúng ta vẽ tay thì nó có thể ra được ý tưởng. Nhưng mà từ cái việc mà chúng ta có ý tưởng mà chúng ta chuyển sang cái vẽ máy á, là đôi khi chúng ta sẽ bị mất rất nhiều các cái sự gọi là những cái ý tưởng trong cái giai đoạn mà chúng ta đang phác thảo. Bởi vì vẽ máy á, nó sẽ không có nhanh bằng chúng ta vẽ tay, và đôi khi chúng ta vẽ tay ý tưởng đầu tiên nhưng mà từ cái việc bản phác thảo vẽ tay đó chúng ta lại phát sinh ra rất nhiều những cái ý tưởng liên quan đến cái bản phác thảo đầu tiên. Vì vậy cái ưu điểm của vẽ tay là chắc chắn nếu mà các bạn muốn thành công, là thành một cái người designer mà thực thụ, thì các bạn nên chuyên tâm vào cái việc vẽ tay. Big Sao trong các cái dự án thực hiện đó, thì đa phần team thiết kế của Big Sao đều phải biết vẽ tay. Đó là cái đầu vào mà Big Sao cần phải test. Bởi vì lý do là Big Sao cũng thường xuyên có những cái dự án liên quan đến logo này hay là bao bì. Đó là những cái dự án rất là cần những cái kỹ năng về vẽ tay. Chỉ cần chúng ta có kỹ năng vẽ tay, chúng ta sẽ có cái nền tảng rất tốt để chúng ta chuyển sang máy. Có thể các bạn chưa giỏi về cái việc vẽ máy, nhưng nếu mà các bạn giỏi vẽ tay thì chỉ cần vào với Big Sao một thời gian ngắn, các bạn đã giỏi cả về nghề luôn, bởi vì cái nền tảng các bạn có, và cộng với cái việc môi trường nó tạo cho các bạn những cái sự học hỏi nữa, thì các bạn sẽ tiến xa hơn trong cái nghề của mình. Thì hy vọng các bạn sinh viên sẽ tận dụng cái kỹ năng này để chúng ta phát triển cái nghề của chúng ta tốt hơn. Nhưng mà riêng về góc độ của anh thì anh thấy rằng là nó hơi khác một chút. Như lúc nãy anh có chia sẻ rằng là cái ngành thiết kế nó không nhất thiết là phải giỏi nhiều thứ. Đôi khi các bạn có thể giỏi, chỉ cần giỏi về thiết kế banner thôi thì các bạn cũng đủ có một công việc tốt rồi. Mà cái đó cũng là một trong những sản phẩm thiết kế mà nhiều công ty cần. Mà thiết kế banner thì rõ ràng nó không cần phải vẽ tay. Nó chỉ cần bố cục các bạn. Bố cục làm sao cho nó thật là hài hòa và nó bắt mắt, nó truyền tải được cái thông điệp tốt nhất thôi. Vậy thì anh thì anh có một cái quan điểm nó hơi khác một chút, rằng là nó thoáng hơn một chút, đó là riêng về lĩnh vực về thiết kế ngày nay á, thì không nhất thiết chúng ta phải biết vẽ tay. Vẽ tay nó là một trong những cái phương pháp nó giúp chúng ta khai thác ý tưởng tốt nhất, nó giúp chúng ta khai thác gần như là khai thác tất cả các cái ngóc ngách của vấn đề. Tại vì khi chúng ta vẽ tay, chúng ta có nhiều các cái giải pháp khác nhau để chúng ta lựa chọn. Còn đối với một số những cái sản phẩm về thiết kế thì chúng ta chỉ cần ngồi trên máy chúng ta có thể làm được. Ví dụ như thiết kế banner này thì rõ ràng chúng ta chỉ cần lên máy và chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có hiểu được về bố cục thì chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta có một hình ảnh đẹp, chúng ta có một thông điệp rõ ràng và chúng ta biết sắp xếp hài hòa. Thì trong những cái trường hợp, trong những cái sản phẩm đó thì không nhất thiết phải vẽ tay. Ngoài ra thì giao diện website cũng là một trong những sản phẩm chúng ta không cần vẽ tay. Giao diện website có thể các bạn thuyết trình với khách, có thể các bạn phải dùng bằng PowerPoint cũng được, các bạn dùng bằng Word cũng được, để các bạn diễn tải các cái bố cục trong vấn đề website. Thì những cái sản phẩm đó rõ ràng là không cần phải vẽ tay, đúng không ạ? Thì đứng góc độ quan điểm cá nhân một người làm về design thì anh nghĩ rằng là bây giờ nó thoáng hơn. Vẽ tay có thể nó sẽ tốt cho vấn đề logo, phát triển ý tưởng để chúng ta mind map ra, chúng ta khai thác triệt để tất cả những cái góc độ của ý tưởng. Nhưng mà một số sản phẩm về design và nó cũng không cần đến cái mức độ vẽ tay.
Chính như vậy là đối với những các bạn mà thích cái ngành thiết kế, thích ngồi trên máy, thích làm những sản phẩm nó đẹp, thì nhưng mà các bạn lại không biết vẽ tay, thì rõ ràng nó vẫn là một trong những cái ngành Nam nghĩ nó vẫn phù hợp với các bạn, để các bạn có thể biết được cái thế mạnh của mình. Có thể chúng ta không có giỏi vẽ tay thì chúng ta sẽ phải giỏi máy, để chúng ta làm một cách nó thuần thục, nó nhanh nhất, để thiết kế những cái banner đẹp, thiết kế giao diện web đẹp, thiết kế ra những cái brochure đẹp, thiết kế ra những cái cuốn catalog đẹp. Và đó là những sản phẩm mà không cần vẽ tay. Thì đứng góc độ thì anh có một cái quan điểm hơi khác như vậy. Xét về cái yếu tố về vẽ tay hay không á, thì các bạn cần phải theo mình nha. Các bạn cần lại phải xác định rất là rõ cái mục tiêu nghề nghiệp của các bạn. Nếu như các bạn mong muốn làm một cái nghề mà để, tức là mình có thể đa dạng hóa cái công việc của mình trong cái nghề về thiết kế thương hiệu hay là những cái thiết kế marketing nói chung. Ví dụ như bây giờ mình thấy có rất nhiều các cái bạn trẻ lại thích làm một cái công việc mà nó gọi là đa chức năng luôn. Các bạn vừa là designer, các bạn vừa là marketing, các bạn lại cũng có thể chạy được quảng cáo, các bạn cũng có thể chụp hình hay quay phim. Và bây giờ thì cái xu hướng nó đang rất là nhiều, các bạn trẻ học rất là nhiều các cái nghề trong tất cả những cái yếu tố liên quan đến một cái doanh nghiệp. Họ tuyển một người vào mà người đó có thể làm được rất nhiều các cái công việc thay cho cả một cái phòng ban. Thì quay lại cái yếu tố về cái việc vẽ tay thì mình đang nói, nếu mà trường hợp các bạn chọn một cái nghề mà các bạn muốn nó có cái tính đáp ứng nhanh, nó chỉ cần cái tiêu chí mà các doanh nghiệp họ cần, thì cái việc vẽ tay đương nhiên là nó không quá cần thiết. Nhưng mà với những cái công việc mà giống như những cái đội ngũ designer của Big Sao đang làm, thì rõ ràng cái yếu tố vẽ tay lại rất quan trọng. Bởi vì các cái dự án Big Sao thường thực hiện đó là liên quan đến vẽ logo hay là vẽ bao bì, thì mình lại hay phải có những cái bước vẽ tay để từ đó mình mới xây dựng được concept và mình tìm được cái giải pháp tốt nhất. Bởi vì khi mà triển khai một dự án thì Big Sao thường phải làm việc cả một team thiết kế với nhau. Các bạn sẽ phải dựa vào những cái bảng phác thảo đó để các bạn cùng đóng góp ý tưởng, cùng tìm ra cái giải pháp tối ưu nhất. Còn vẽ máy thì nó lại phù hợp với cái việc đó là các bạn làm một cách độc lập, hoặc là các bạn cần cái yếu tố về nhanh hay là tốc độ, và các bạn làm rất là nhiều các cái công việc ở trong, gọi là cái vai trò của các bạn nó đa dạng hơn. Và bây giờ thì mình thấy xu hướng là các bạn thiết kế là đang dịch chuyển sang cái nghề đó nhiều. Nên là cái yếu tố quan trọng mình nói ở đây đó là các bạn lại phải chọn cái nghề nào là cái nghề mà các bạn muốn có sự đam mê. Các bạn muốn đa dạng hóa thì các bạn cũng không nhất thiết phải lưu tâm về cái chuyện là bắt buộc phải biết vẽ tay. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái tác phẩm của mình nó có một cái dấu ấn, các bạn muốn cái sản phẩm mà mình làm ra nó dùng để cho khách hàng có thể nói là tác phẩm để đời á, thì các bạn lại phải tập trung vào những cái yếu tố về sáng tạo nhiều hơn là cái yếu tố về đáp ứng về nhu cầu thị trường. Bởi vì bây giờ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ cũng đang dịch chuyển dần đến cái xu hướng là tuyển một cái vị trí mà họ có thể làm được rất nhiều các cái công việc. Bởi vì ngân sách của họ hạn chế, vì vậy là các cái bạn trẻ mà có những cái tài năng, gọi là nhiều kỹ năng, thì các bạn có thể chọn cái nghề đó để làm. Nhưng mà nếu mà các bạn mà lại có cái ý tưởng cao thì các bạn lại nên tập trung vào, tức là chúng ta phải thực sự giỏi nghề, chúng ta phải thực sự giỏi một cái gì đó. Nên là cái việc mà mình mong muốn các bạn ở đây là các bạn hãy xác định rõ cái nghề nào mà các bạn sẽ muốn đi. Các bạn đã chọn cái việc là chọn một cái nghề nào đó cụ thể về liên quan đến ý tưởng, thì các bạn hãy giỏi cụ thể vào nó. Phải thật giỏi trong nó thì các bạn mới có thể gọi là kiếm tiền nhờ vào nó được. Còn nếu mà các bạn không quá xuất sắc trong một cái kỹ năng nào đó, thì các bạn nên phải học nhiều kỹ năng vào để chúng ta cũng mới có thể tìm được một cái công việc mà chúng ta vừa kiếm được thu nhập mà lại thỏa mãn được cái đam mê của chúng ta. Cho nên là quay lại cái câu hỏi của anh Nam ở đây đó là có cần thiết phải là biết vẽ tay hay không, thì nó sẽ tùy vào cái quan điểm của mỗi người thôi, nhưng mà nó lại phụ thuộc vào cái ngành mà các bạn sẽ đi. Với Big Sao thì đương nhiên là như vị trí của mình là account, thì mình lại thấy rằng cần có vẽ tay thì mới có thể giải quyết được những cái dự án mà Big Sao đang triển khai. Còn với các bạn mà có thể làm nhiều các công việc giống như anh Nam nói là làm website hay làm banner, poster, thì đúng là cái đó không cần. Các bạn chỉ cần có những cái nguyên lý nhất định của thiết kế, hoặc là các bạn chỉ cần biết được là để tạo ra một cái banner thì tập trung vào layout, bố cục như thế nào, những cái nguyên tắc cơ bản, thì các bạn có thể dàn trên máy trực tiếp để có thể triển khai được rồi. Thì hy vọng các bạn sẽ có một cái bức tranh nó rộng hơn để chúng ta cùng xác định rõ hơn cái định hướng nghề nghiệp của mình. Thì từ đó chúng ta vẫn có thể hành nghề tốt mà lại vẫn có những cái thu nhập tốt trong cái chặng đường sự nghiệp của chính chúng ta. Cảm ơn Hà.
Thì để anh nói rõ hơn một chút về cái vấn đề liên quan đến vẽ tay. Như cái ban đầu anh có nói rằng là vẽ tay là một người thiết kế, nó cũng giống như một đầu bếp. Đầu bếp cũng vậy các bạn. Đôi khi một cái bà nội trợ mà có tâm thôi là nó đã ra được một món ăn ngon rồi. Trong gia đình ai ai cũng có những người mẹ, đúng không ạ? Những người mẹ đôi khi nấu cũng rất ngon, nhưng mà cũng không có học trường lớp. Thì có nghĩa là đối với mình á, thì mẹ mình nấu những món như vậy là rất là ngon. Và quay lại với thiết kế, thì những thiết kế mà có kinh nghiệm, có tâm và để mong muốn làm nên những cái sản phẩm tốt cho khách, thì mình nghĩ rằng nó cũng giống như một đầu bếp trong gia đình. Tất nhiên là như vậy là đủ rồi, và nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng doanh nghiệp khác nhau. Đó thì các bạn cũng có thể lưu tâm, giống như chị Hà nói là chúng ta sẽ phải xác định cho rõ. Ví dụ chúng ta thích vẽ về logo, làm về sáng tạo những cái gì nó bậc cao, thì buộc chúng ta vẽ tay, chúng ta biết vẽ tay. Đó là một cái lợi thế của chúng ta khi mà chúng ta đi phỏng vấn, chúng ta xin việc. Tại vì vẽ tay nó sẽ phản ánh được cái việc mà chúng ta đang nghĩ. Các bạn nghĩ như thế nào các bạn sẽ vẽ ra được. Nhưng mà cái người mà không biết vẽ tay thì bị hạn chế vẽ tay ấy, thì chúng ta nghĩ nhưng mà chúng ta không có vẽ ra được. Thì trong những trường hợp đó chúng ta phải làm như thế nào? Thì nó cũng có những cái cách thức là chúng ta có thể viết ra các bạn. Chúng ta có thể nguệch ngoạc ra. Chúng ta nghĩ ra cái gì chúng ta có thể vẽ cái đó, và chúng ta sẽ nhờ những cái designer họ vẽ lại và truyền tải cái ý tưởng lại. Đây cũng là cái cách để chúng ta có thể khai thác triệt để những cái ý tưởng khác nhau mà chúng ta suy nghĩ. Thế còn nếu chúng ta nghĩ ra mà chúng ta trên máy thì rõ ràng nó sẽ làm chậm cái quá trình suy nghĩ của chúng ta lại. Tại vì trong vòng 5 giây chúng ta có thể vẽ ra được một sản phẩm, một cái biểu tượng nào đó. Nhưng mà trên máy thì chúng ta phải mất đến 5 phút. Thì rõ ràng trong vòng 5 phút đó chúng ta có thể nghĩ ra được rất nhiều các cái ý tưởng khác nhau khi mà chúng ta vẽ bằng tay. Chính vì vậy rằng là các bạn có thể lưu ý để định hướng. Nhưng mà tôi vẫn nói với các bạn rằng là những bạn mà không biết vẽ tay, các bạn hãy tự tin nếu các bạn thích về ngành design, và các bạn hãy lựa chọn những cái môn sở trường của mình. Các bạn có thể lựa chọn những cái mà không cần, không liên quan đến vẽ tay để chúng ta có thể làm việc. Tại vì những ông vẽ tay chưa chắc ông đã thích làm những cái môn đó, đúng không ạ? Những người họ giỏi vẽ tay chưa chắc họ đã thích họ ngồi làm cái banner, không, chưa chắc những người đó đã thích ngồi làm một cái giao diện website. Nên là đây là một cái miền đất hứa cho những ai đang quan tâm đến design. Các bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội, và những cái đối tượng, những cái sản phẩm đó thị trường bây giờ cần rất nhiều. Đôi khi ấy, những cái sản phẩm đòi hỏi sáng tạo nó lại ít hơn những sản phẩm đó các bạn, đúng không ạ? Có hàng ngàn công ty đang cần những cái banner, nhưng mà chỉ có khoảng 10 công ty cần cái logo thôi. Thì rõ ràng đây là một cái miền đất hứa, và các bạn hãy tự tin. Nếu các bạn có đủ đam mê, có đủ sáng tạo, các bạn hãy tự tin vào để dấn thân vào cái con đường là một designer chuyên nghiệp. Và tôi cũng chỉ nhắn với các bạn rằng để kiếm sống bằng cái nghề design, mình nghĩ rằng là nó rất đơn giản. Nó có thể mang đến công ăn việc làm, mang đến cuộc sống cho mình rất là tốt nếu chúng ta tận tâm với nó, chúng ta sống với nó, chúng ta làm bằng trách nhiệm. Thì rõ ràng nó sẽ tưởng thưởng với chúng ta những cái giá trị nó xứng đáng.